thì cái người sống cân bằng là sống đúng với đạo. Đạo là trí tuệ, là sự giác ngộ tận cùng, là ánh sáng mà nó chiếu soi ở hai mặt âm và dương một cách rất rõ ràng, không có lầm lẫn, không có thiên tịch. Họ đụng sự việc á, họ không vì bên đây, không vì bên kia, tức là không có thiên âm, thiên dương. Cái thấy nhìn của họ cũng thấy trọn vẹn ở hai mặt một cách rất rõ ràng. Họ không có gì lợi ích người này để họ làm hại người kia, không có chuyện đó. Ngay cả cái chuyện lợi ích cho nhiều người mà hại một người họ vẫn không làm. Tức là đạo là cái gì nó trọn vẹn, viên mãn, tròn đầy. Cho nên mọi cái cư xử, mọi suy nghĩ, mọi lời nói của họ, họ muốn làm mọi thứ nó viên mãn tròn đầy, chứ không có làm thành bên đây, làm thành bên kia, giống như hai cái tâm âm, tâm dương. Đó là cái đầu tiên. Thành ra trong cư xử của cái người mà có đạo thì họ rất là gì? Cân bằng. Mà rất là cân bằng đến cái gì? Rất là công bằng. Đến mức độ gọi là công bằng tuyệt đối. Đó, cái nghĩa tiên sinh dùng cái từ là công bằng tuyệt đối. Họ, cái người mà thấy đạo rồi, trong mỗi mỗi cái cư xử của họ luôn luôn cân bằng. Cân bằng từ từ tâm cho tới thân, cho tới hoàn cảnh. Thấy không? Cân bằng cho tới tâm, cho tới khí thở, cho tới thân. Đó. Cả các mặt đều cân bằng. Rồi họ cân bằng quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là trong cái thấy đồng nhất, không có quá khứ, không có vị lai. Cân bằng ở không gian, tức là họ không có cái khoảng xa, không khoảng gần, họ không có cái nhiều, không có ít, họ không có đây, không có kia. Tức là trong mọi cái thấy của họ đó, đều họ có một cái thấy duy nhất, một cái thấy chung nhất, một cái thấy trọn vẹn, một cái thấy viên mãn, một cái thấy tròn đầy. Cho họ không có thấy riêng rẽ, họ không thấy xa cách, họ không thấy phải, thấy quấy, họ không thấy xưa, họ không thấy nay. Tất cả những cái thấy mà gọi là thiên tịch, những cái thấy mà chinh nghiêng, những cái thấy mà chia rẽ thì hoàn toàn không có trong cái người sống đúng với cái đạo. Thì được gọi là cái đạo là cái mà nó dung chứa cả âm lẫn dương trong đó. Cho nên người mà sống đúng với đạo rồi, mấy người dương mà gặp họ thì sao? Họ cũng gọi là cái gì? Bị hút, dùng từ âm dương là bị thu hút. Người âm gặp cũng thu hút, người dương gặp cũng bị thu hút. Tức là mình mặc dù là cái người không phải là đạo nha, khi mỗi người sống đúng với đạo rồi, họ có một cái sức hút rất là lạ thường. Chúng ta nhớ lại cái chuyện mà Đức Phật về giảng gần ở thành Ca Tỳ La Vệ rồi, vua Tịnh Phạn hay tin. Cái vua mới sai hai ông đại thần đi tới, nói mày tới mày thỉnh ổng về hoàng cung cho tao. Hai ông đầu tiên đi tới mất tích, tưởng gì gặp Đức Phật, bị hút. Bị hút mê quá, không biết phải nói câu nào. Ở ngồi nghe Đức Phật thuyết thời, có bắt đầu chính Đức Phật cho con là làm tăng đeo thầy để tu học, cái Đức Phật thiện lai tỳ kheo đắp y lên, quên hết mọi chuyện rồi xong. Nó bị sức hút rất là lạ. Tức là người có đạo giống như một cái bể nước mát tràn ngập cả không gian, còn tất cả chúng sanh là giống như những người mà đang bị đốt cháy, đang bị phiền muộn, gặp cái bể nước là phải sao? Phải ập xuống để tắm cái đã. Thì vậy là người có đạo thì cái tâm của họ, cái tâm từ á, là thứ nhất là cái tâm từ bi, tức là cái tình thương đối với tất cả chúng sanh muôn loài rồi. Cái thứ hai là họ không có chống đối. Cái người có đạo thì không có chống đối, không có lấy bỏ. Do cái tâm không chống đối, không lấy bỏ, cho nên tất cả chúng sanh không còn là đối thủ với họ. Và ngược lại, họ không phải là đối thủ với bất kỳ ai. Mà do cái lòng từ nữa thì ra nó có một cái sức hút. Nó vừa thứ nhất là trí tuệ nè, vừa thứ hai là lòng từ, để chúng sanh cảm giác là nó có một sự ấm cúng, có một sự che chở, có một sự bảo bọc nào đó. Và cái thứ ba là cái tình thương nó sẽ làm gắn kết mọi thứ lại. Chứ mình gặp người có đạo, mình không có nghĩ tới cái chuyện là phải hơn thua, phải chống đối. Vì họ không còn đối tượng để chống đối. Và họ chỉ biết thuần thương yêu, che chở, bảo bọc thôi. Và chính cái tình thương đó nó giống như một cái sự bao dung, rộng lượng, che chở. Thì tất cả chúng sanh lang thang trong lục đạo luân hồi này, thì họ bị gì? Họ bị chinh nghiêng do cái thấy âm hoặc là cái thấy dương, do cái đời sống âm hoặc là đời sống dương. Và họ sẽ bị bất an, họ không có yên ổn, họ không có an lạc.
Do đó một cái người cân bằng cái tự nhiên, họ lại gặp người cân bằng, họ mất đi cái chinh nghiên của mình. Họ bị cái lực hấp dẫn của đạo nó lạ lắm. Lực hấp dẫn của đạo nó mất đi cái sự chống đối, mất đi sự hơn thua, mất đi cái sự bất an, mất đi cái dao động. Họ cảm giác có một cái sự yên bình gì đó khi gần cái người có đạo, mà họ nói không được, họ không diễn tả được. Mà người có đạo rõ ràng là mình gặp họ có cái gì đó mình diễn tả không được. Thích thì nó giống như thế gian, mình muốn gần nó giống như là người thế gian, muốn lúc nào cũng muốn gần cái người đó hết đó. Tự nhiên mình xa người này mình cảm giác nó có một cái gì trống vắng, nó có một cái gì thiếu thiếu á. Mà là cái người tu á mà không khéo thì cũng nhiều khi cũng bị hiểu lầm chuyện này nữa. Cứ ngỡ rằng là họ gần gũi là họ bị luyến ái, không phải. Cái đạo nó kỳ lắm, cái đạo nó có một cái sức và gọi là cái gì, sức gọi là hấp lực mãnh liệt hơn là âm với dương nữa. Cho nên hồi xưa có một lần tôi nói với sư cô Như Minh, tôi nói cái tình của đạo á thì không có cái tình nào ở thế gian so được, ngay cả tình yêu nam nữ, ngay cả cái tình vợ chồng, cái tình cha con, ngay cả cái tình mẹ con vẫn không bằng cái tình của đạo. Thực tế là những người có đạo họ dám bỏ gia đình đúng không? Họ bỏ mẹ, bỏ cha, họ theo đạo đúng không? Và thực tế nhất là những người tu đó, quyết lòng vì đạo, họ sẵn sàng bỏ hết tất cả mọi thứ, thậm chí họ bỏ mạng họ để họ nhập đạo. Thì khi mà họ có đạo rồi á, chúng ta thấy là cái tình mà gọi là huynh đệ á, thật ra cái tình huynh đệ nó cũng vẫn còn là cái tình cảm thế gian, nó chưa phải là đạo đâu. Nhưng mà hai người mà hiểu đạo cùng một tầng á, quý vị mới thấy là bất thể phân ly, mà nghi đời đó mãi mãi những kiếp về sau nha. Tại vì ngang cái tầng của đạo lý rồi, họ gần như là họ hòa quyện, họ tan biến với nhau rồi, chứ không còn là khắng khích, không còn là tri kỷ giống như người đời. Đó mới gọi là đạo á. Chứ còn ví dụ mình nói mình là họ thân, họ trở thành tri kỷ, không phải, họ không phải tri kỷ nữa mà họ thông với nhau rồi, họ hòa quyện, họ tan biến với nhau rồi, họ thành một khối với nhau rồi, chứ không phải là người này hiểu người kia theo kiểu thế gian trở thành tri kỷ, không phải vậy. Nó vượt hơn cái tầng của tri kỷ. Thành ra là mình á, mà mình gần với đạo, mình thấy mình với Phật thân, đúng không? Mình càng tu chừng nào mình thấy mình với Đức Phật nó thân thương gì đó mà mình không có giải thích được, tức là mình gần nhập đạo rồi. Thì mình thấy mình với Đức Phật gần như là một. Và thực sự mình nhập đạo mà nhập trong cái cảnh giới của đạo lý giác ngộ rồi thì chư Phật mười phương dung hội thành một cõi, nó không còn có cái riêng khác với nhau nữa. Cho nên tôi nói là đạo là một cái gì đó, nó không phải là tan biến, không phải là hòa quyện nữa, mà nó là một. Cho nên không có nói tới cái tình nữa, mà nó là một thật sự. Thì cái cảnh giới của đạo là như vậy. Cho nên cái người mà nhập đạo không thấy cái người khác là hai với chính mình, không thấy có hai. Và chưa bao giờ có một người nào rời khỏi cái tâm của mình. Ai mình cũng thương, tốt cũng thương, xấu cũng thương, phải cũng thương, quấy cũng thương. Và tất cả mọi người đều ở trong cái tình thương của chính mình. Thì như vậy là người đó là người có đạo và sống đúng với đạo. Và rồi đạo là luôn luôn viên mãn tròn đầy. Cho nên mình bị khiếm khuyết là mình gặp đạo nó sẽ bù đắp, sẽ làm lành, đúng không? Cho nên cái tâm mình cũng bị thương đau, bị thương tổn, bị khiếm khuyết cái gì đi nữa thì gặp đạo nó sẽ sao? Sẽ làm lành lại, nó sẽ làm yên ổn, làm hòa quyện, làm cho mình được viên mãn tròn đầy như đạo. Thì đạo là một cái gì nó rất là hay, tức là luôn luôn bù đắp, luôn luôn che chở, luôn luôn bảo bọc, luôn luôn làm thành, luôn luôn là hoàn mỹ, luôn luôn hoàn thiện, luôn luôn hoàn bích tất cả mọi thứ ở trong cái vũ trụ này. Thì người mà có cái tâm đó thì là cân bằng á. Đó, cân bằng là tới cái tầng này. Cho nên là, thứ nhất là thấy hiểu cái người mà có đạo thì họ sẽ thấy hiểu ở cái gì? Ở cái hai bên. Đúng không? Vừa khởi cái một chút cái phân biệt nhỏ ở nơi tâm thôi thì người ta đã thấy rồi. Vừa rời đạo là người ta đã thấy rồi. Còn mình là rất sâu xuống cái tầng âm hoặc là rất sâu xuống cái tầng dương thì đương nhiên là họ thấy rất là rõ mình, gọi là thấy rõ cái nghiệp tập nhân quả của tất cả chúng sanh mà thương yêu và có phương tiện để cứu giúp họ.
Thì người có cái tâm đó gọi là có cái gì? Có đạo. Đó là người cân bằng. Cho nên đó là mình thử mình gọi là gợi chuyện gây hấn với họ đi, thì mình sẽ thấy họ đáp trả mình bằng đạo lý rõ lắm. Họ rất là thương khi nghe mà nói mình cái câu sốc với mình cái đã. Và họ tìm cái cách họ xoa dịu mình, giống như họ xuống thấp mình, họ năn nỉ mình vậy đó. Nhưng mà thực sự là họ đang dẫn mình trở về với đạo, chứ họ không có thái độ đối kháng. Mặc dù là mình có thái độ cố quyết lòng hơn thua, nhưng mà họ thấy họ thương mình càng thương, càng hơn thua mình nhiều chừng nào thì họ càng thương mình nhiều chừng đó. Hồi nãy là càng dương chừng nào thì càng hút âm chừng đó. Thì mình dương chừng nào cũng bị cái cân bằng hút, mà mình âm chừng nào cũng bị cái cân bằng hút. Đó mới là cái đạo. Đạo là nó hút hai cái, từ cái âm ít, bị hút ít, âm nhiều, bị hút nhiều, dương ít, bị hút ít, dương nhiều, bị hút nhiều. Trong khi nãy là dương ít thì hút âm ít, dương nhiều thì hút âm nhiều. Nhưng đằng này đạo nó hút cả hai y vậy luôn. Cho nên đó là đối với âm dương thì người nào phản kháng nhiều thì người đó là sao? Sau này sẽ theo nhiều. Thật ra lúc đầu mấy người mà chửi dưỡng sinh nhiều á, tôi nói là chúc mừng, là tại vì anh lúc đầu anh vô anh đã nhập tâm rồi, anh mới chửi tôi. Không có nhập tâm chửi không? Không nhập tâm chuyện mình đúng sai kệ mình chứ, nó mắc gì nó nói đúng không? Mà nó càng nói mình nhiều, nó càng chửi mình nhiều, cứ nghĩa là nó nhập tâm nhiều. Cho nên mấy người mà chửi người khác thì chúc mừng đi, tước sau là cực dương sanh âm à. Đó là nguyên lý rồi thôi. Anh chống nhiều thì anh theo nhiều. Cho nên mình thấy mấy người mà lên diễn đàn chửi người khác là mấy người đó đã yêu nhiều, thương nhiều, dính nhiều. Dính nhiều mới chửi chứ không có dính nhiều lấy gì chửi. Bây giờ hỏi ngược lại là giữa hai người không dính nhau, mắc mớ gì đi ngang nhau, cái đi qua rồi cái nhắc lại nói chị ơi đó tôi đi tôi gặp chị ngang cái cổng chùa Long Hương đó. Ủa vậy hả? Tôi không nhớ. Nhưng mà đi ngang mà lấy cái gót mà dậm lên chân nó, dập cái móng chân nó coi biết liền à. 8 tháng sau nó gặp mình nó cũng nhắc, là 80 năm sau nó gặp nó cũng nhắc đúng không? Cho nên là đó mình nói là dương nhiều là âm nhiều ở chỗ đó, tức là dương cũng bị nó hút, âm bị nó hút, nhưng mà hút để chi? Có một cái điều rất là đặc biệt là khi một người cân bằng á, thì một người dương nhiều cũng được họ sao? Họ cân bằng. Người âm nhiều cũng được họ cân bằng. Cho người nên cái người mà rất là vui vẻ rồi như nãy rất là rộn rã rồi rất là vui nhộn này nọ, rất là hào hứng trong mọi công việc, cái có một người có đạo lý cái đó, họ thực sự là họ không thể rộn rã được nha, ngộ đó họ trầm tĩnh trở lại, vui thì có vui, không phải là đè nén, nhưng mà bị cái lực cân bằng kia là nó sẽ xén bớt cái vui nhộn, không có nhảy múa la ó nữa, đứng cười khô khố thì được nhưng mà không có nhảy nữa. Nó kiểu vậy đó. Còn cái người mà rất là trầm, rất là ngâm, rất là lạnh lùng ha. Nhưng mà ngồi gần người có đạo cái tự nhiên mình thấy mình cũng có một cái gì nó ấm áp, có một cái gì đó nó an an, nó vui vui nhẹ nhẹ nhẹ, thấy lòng mình nó được cởi mở, nó tháo gỡ cái gì á, thì rõ ràng là mình gặp cái người cân bằng rồi đó. Người cân bằng họ có cái này, còn người không cân bằng á hả là không có. Thành ra là cái người mà ví dụ như là người rất là âm, họ đang buồn ghê gớm lắm, thì gặp cái người vui nhộn này họ cũng nhếch mép họ cười thôi, nhưng sau đó rồi họ cũng âm trở lại. Nhưng mà gặp người cân bằng là khác rồi, họ không có tạo cái sự vui nhộn cho cái người âm. Anh đang buồn phải không, để nên gặp một cái bắt đầu anh kéo ra khỏi cái buồn này, anh nhìn cuộc đời nó với một cái nhìn khác, chứ không có nhìn theo cái kiểu bi quan chán nản trầm uất nữa. Người có đạo sẽ soi sáng được cái người âm và hóa giải được cái âm đang có của chính họ, thì đó là cái người đang cân bằng. Và tự động thôi à, có nhiều lúc á, có những người rất là âm thì họ gặp cái người cân bằng. Người cân bằng thì không có giòn giả, không có niềm nở, không có tiếp đón theo cái kiểu của những người dương. Cho nên có đôi lúc mà họ vô chùa họ thấy sao gặp thầy này không có niềm nở tiếp đón, không có ra, không có săn đón, rồi không có tiễn đưa, không có lịch thiệp giống như là những cái chùa khác ví dụ vậy. Nhưng mà họ có một cái gì đó khiến cho người ta khó quên. Họ có một cái nội lực
mà họ cảm giác là không biết sao mà tôi đi vô đây tôi cảm thấy nó yên hơn, mà tôi không diễn tả được. Khi về nhà mình nhớ nhớ, nhưng mà mình nhớ lại là mình yên. Còn cái người kia giòn giả đón tiếp mà mình vui đó, nhưng mà ra bước ra mấy bước là mình bị bất an rồi. Thậm chí là ngồi gần họ cũng bị bất an nữa, tại vì họ đãi bôi, họ vui vẻ bề ngoài chứ họ cũng muốn có cái gì đó khiến cho mình cái sống mà không thật thà của họ khiến cho mình bị bất an. Còn cái người cân bằng là không bao giờ rớt vào cái tình huống đó. Họ giữ được cái sự yên ổn, an lạc, bao dung, rộng lượng, đầy sự thứ tha và không hề có bất kỳ một cái sự chống đối nào cho bất kỳ cái người lạ, người quen gì gặp họ. Nó không có cái kiểu mà giòn giả, nó nồng nã đón tiếp đâu, nhưng mà có một cái chất cảm rất lạ thường khiến cho người ta có một cái gì đó, người ta cảm giác là hôm nay mình gặp cái người có đạo rồi. Mặc dù mà nói hiểu cái gì, nhưng mà không biết làm sao hồi mình gặp người đó, họ ít nói dễ sợ luôn, họ nói rất là ít, họ nói từ tốn, họ nói nhỏ nhẹ, nhưng mà trong cái lời nói nó có đầy cái nội lực. Nó có một cái sự thuyết phục gì mà mình không có lý giải được mà họ nói cái mình nghe à. Còn cái ông Bolo Bola kia nói cho vui chơi thôi, chứ còn nói xong rồi thôi. Nói mà vỗ tay là vỗ chân gì đó cho vui chọc cười thì nó là chuyện khác. Nhưng mà cái người nội lực thì không phải là chọc cười, không phải là giòn giả, không phải là vui nhộn, mà họ có một cái sức thuyết phục. Nó có một cái gì đó ở bên trong á, nó làm cho mình định tĩnh lại. Cái người vui nhộn họ sẽ bình tĩnh lại, họ sẽ định tĩnh lại. Cái người âm họ sẽ mất đi cái buồn tủi và họ cũng được cái yên ổn lại. Thì đó là sức cân bằng của cái người đã cân bằng. Người có nội tâm cân bằng thì cái lực cân bằng này sẽ trải ra cuộc sống. Ra khi mà chúng ta gặp được cái người mà cân bằng rồi thì quá tuyệt vời, thấy chưa? Và không bao giờ chúng ta tìm được họ có một cái chút gọi là hơn thua và chống đối ở trong cuộc sống của họ. Dù là bị bất kỳ cái chuyện mà gọi là hà hiếp, bị lấn áp, hãm hại, thậm chí là họ bị giết mất mạng đi nữa, họ cũng không hề có nửa cái niệm chống đối hơn thua, không có, tuyệt đối là không có nha. Và thậm chí người nào mà hại họ nhiều á, họ còn phải sám hối giùm. Đây là sự thật, họ phải sám hối chứ không sám hối bị đọa chết á, không có đơn giản đâu á. Những người mà cân bằng là những người có đạo và cái đức họ rất là lớn. Nếu mà đụng chạm tới họ, nếu mà họ không sám hối cho mình, coi chừng mấy cái ông hộ vệ á, mấy ông quật gãy mình á. Cho nên mà hãm hại cái gì đó, Đức Phật nói là thì phỉ báng cái người hiền thì giống như ngửa mặt trên trời mà phun nước bọt, đó là một sự thật á. Phỉ báng thiện tri thức thì đọa địa ngục như tên bắn, không phải là sai đâu. Các vị đó rất là thương mình, nhưng mà các vị hộ vệ họ bực bội, xúc phạm á. Họ xúc phạm dưới rất là nhiều cái tầng, những người rất là phàm phu, những người rất là thấp thỏi mà gặp những người mà có đức mà không có, có biết để mà kính nể á, thì họ sẽ bị thất đức của mình, họ mất phước, họ bị đủ thứ chuyện. Thì mình biết như vậy cho nên mình sám hối nữa. Không phải khuyên can đâu mà là thật sự sám hối. Sám hối của mình á, sám hối của mình là xin mấy cái vị hộ vệ là tha thứ vô. Không có tính. Tại vì họ gọi là cái gì? Người không biết thì thôi, không có tính tới. Có, tại vì họ không biết, họ ngu si, họ không biết tới. Thì phải xin chứ không thôi là nhân quả kinh khủng lắm, khó lắm. Nó giống như ngày xưa mà chúng ta thấy trong cái thời Đức Phật mà có một cái vị chứng A-la-hán đúng không? Mà tụng kinh cái tiếng nó không hay. Có một vị tỳ kheo đi ngang khởi ý thôi, mới tác ý thôi đó. Người tụng kinh nó tiếng rầm rầm giống như con chó sủa, tiếng hay mà. Ông kia đang tụng kinh dừng lại, chận đần. Ông quỳ xuống sám hối dưới chân tôi liền ấy. Ông vừa tác ý nói tôi tụng kinh tiếng rào rào như chó sủa. Ông này sợ quá quỳ xuống sám hối. Một ý nghĩ thôi nha, quỳ xuống sám hối ngay tại chỗ. Vậy mà 500 kiếp đọa làm chó. Thật ra là những người có đức thì nó kinh khủng. Dụng những người có đức thì sẽ, họ bên họ có rất là nhiều cái tầng hộ vệ, các vị Long Thiên Hộ Pháp hộ vệ. Cái đức họ là trời còn phải quỳ lại nể phục nữa, không phải chuyện đơn giản đâu. Thật ra mình người phàm, có nhiều khi mình do cái thiên tịch của mình á, do cái thấy lúc đó mình dương quá hoặc mình âm quá, mình gặp cái là mình nhìn theo cái chiều dương, nhìn theo chiều âm, cái này mình nhìn sai sự thật.
mà sai sự thật theo chiều dương thì có lý, không có sao, không có đánh đổi, mà theo chiều âm là có chừng đó. Đỡ đòn không có kịp đó. Cho nên là cái người mà cân bằng là cái người họ họ sẽ cân bằng được về cái mặt mà gọi là hữu hình và vô hình cho mình nữa. Họ thấy rất là rõ mình như thế nào để họ tìm cái cách họ giúp mình ở cái tầng hậu vệ của mình luôn á. Tức là phải thuyết phục được cái tầng hậu vệ của mình. Mỗi người đều có một cái tầng hậu vệ. Và cho các vị hộ pháp, những cái vị mà hộ mình đó, những cái vị mà thần hộ giáo, hộ giới, hộ dòng pháp, hộ đạo tràng gì đó, họ thuyết phục thì tự nhiên cái mình tỉnh lại. Còn nếu mình mà không được thuyết phục thì bị một cái giai tầng xấu nó thuyết phục mình, cái mình chống bán đạo Phật luôn thì đời mình tàn luôn. Thật ra khi mà cái người cân bằng nó rất là hay, họ luôn luôn kết nối, họ luôn luôn hài hòa với mọi thứ và họ dung hội mọi điều lại, không bao giờ nói cái chuyện mà xưa rẻ, và họ luôn luôn nâng tầm, họ luôn cân bằng á, cân bằng cả âm lẫn dương nè, họ luôn nâng tầm mọi thứ trong cái đời sống này. Chưa bao giờ cái người mà cân bằng mà muốn làm cho mọi cái dừng lại. Hồi nãy anh Dương ảnh luôn luôn đi tới đúng không? Nhưng mà cái ông cân bằng thì lại khác đi, nó không phải dùng cái từ là đi tới nữa, tại vì ổng đã trùm khắp rồi, ảnh còn đâu còn chỗ rồi họ đi. Nhưng mà trong cái cư xử của cuộc sống á thì họ luôn luôn nâng tầm mọi thứ. Mà bây giờ anh này ảnh lên khúc là ảnh sẽ được cân bằng. Người kia âm xuống sâu quá, họ sẽ kéo lên, và họ kéo lên thì họ cân bằng, kéo lên tới đâu họ cân bằng tới đó, chứ không phải là kéo lên từ âm kéo tuốt tới dương, không có. Tức họ luôn luôn cân bằng hết mọi thứ, mọi giai tầng ở trong cái đời sống mà họ đã gặp. Tức họ luôn dung hội mà họ luôn luôn cân bằng hết mọi thứ. Cho nên cái kiểu gì đi nữa gặp họ rồi thì trước sau mình cũng được yên ổn quá rồi. Yên ổn là cái đầu tiên. Và cái lợi ích thì tùy cái tâm của mình, tùy cái gọi là cái nghiệp của mình, tùy cái đẳng cấp của mình, tùy cái nhận hiểu của mình mà mình thân cận cái người cân bằng, gần gũi người cân bằng được dài lâu hay là ít, đó là một. Cái thứ hai là mình được lợi nhiều hay là lợi ít là cái thứ hai. Không bao giờ mình gặp người cân bằng mà mình bị mất mát bất kỳ một cái điều gì, cho dù vật chất, tiền của đi nữa mình vẫn không bị nữa. Người cân bằng là họ luôn luôn ban phát à. Ở nơi họ dung hội cả âm và dương, cho nên cái gì họ cũng phải là cái gì? Họ so dịu, họ cân bằng, họ bồi bổ, họ làm lành hết tất cả mọi thứ, họ bù đắp hết tất cả mọi thứ, họ cân đối hết tất cả mọi thứ trong đời sống này, thì người đó là người có cái tâm cân bằng. Cho nên họ không đúng, họ không sai giống như cái kiểu của người âm và người dương. Và họ là người thấu suốt, chứ không phải không đúng, không sai là không biết gì. Đó là người thấu suốt. Tiếc là họ không phải là người ba phải, không phải bên này là đúng, bên kia là đúng, không có chuyện đó. Nhưng mà họ rất là thấu suốt về âm dương. Cho nên là cái nhà thiền có cái câu mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chính cái tâm mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh đó. Có nhiều người giảng sai chỗ này, họ không hiểu. Tức là không có thiện, không ác, tức là người không có biết thiện, không biết ác là cái người mù tối, chứ không phải là người giác ngộ. Còn cái tâm thật của mình là trí tuệ, là giác ngộ, thì nó sẽ dung chứa cả cái đúng và cái sai, cái thiện và cái ác, và thấu suốt tường tận thiện và ác. Cho nên là người ta thấu suốt tường tận âm dương, người ta mới cân bằng được âm dương. Chứ không biết gì âm, không biết gì dương, lấy gì cân bằng. Thế là cho nên người mà cân bằng thì người đó không có phải âm mà cũng không có phải dương. Thế là không âm không dương, nhưng mà là gì? Họ dung hội, dung chứa, thấu suốt âm dương. Không phải thiện, không phải ác, nhưng mà có thể thấu suốt được thiện ác. Người có trí tuệ là người như vậy, người cân bằng.